trắng tay tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2022, Ngọc Châu xin lỗi. Tôi xin lỗi vì không thể khiến hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Hành trình và sứ mệnh của tôi sẽ không dừng, sẽ tiếp tục làm tròn sứ mệnh, sẵn sàng hành động và cống hiến hết mình, Ngọc Châu chia sẻ. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2022, Miss Universe 2022 diễn ra tại thành phố New Orleans, Mỹ vừa qua, người đẹp Mỹ Moni Gabriel vượt qua 83 thí sinh để giành vương miện. Trong khi đó, đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu khiến người hâm mộ tiếc nuối khi trượt top 16 và không có giải phụ dù trước đó nhiều trang sắc đẹp nhận định cô là gương mặt tiềm năng. Một ngày sau đêm chung kết, Ngọc Châu chính thức gửi lời xin lỗi, đồng thời cảm ơn khán giả đã ủng hộ cô suốt hành trình Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, đến những người luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên. Tôi xin lỗi vì không thể khiến hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu Miss Universe 2022, cô viết. Ngọc Châu nhận thấy việc đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh là niềm tự hào của cô. Người đẹp cũng có những trải nghiệm tuyệt vời và cô luôn biết ơn điều đó. Ngọc Châu bày tỏ, hành trình tại Miss Universe lần này đã cho tôi nhiều điều tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho mình. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những điều tốt đẹp đó, một hành trình tuyệt vời của thanh xuân. Người đẹp Tây Ninh tin rằng cánh cửa này khép lại, cơ hội mới sẽ đến. Hành trình và sứ mệnh của Ngọc Châu không dừng lại ở cuộc thi này, cô sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, sẵn sàng hành động và cống hiến. Dưới bài đăng, Hoa hậu Hờ Henie, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Á hậu Thảo Nhi Lê cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ để lại bình luận động viên Ngọc Châu. Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994 tại Tây Ninh. Cô được khán giả biết đến khi trở thành quán quân cuộc thi người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model 2016. Kể từ đó, Ngọc Châu xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn thời trang trong nước. Cô xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, trải qua tuổi thơ cơ cực khi ba mất sớm, một mình mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi cô khôn lớn. Từ khi quyết định đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vương miện. Cô cao 1m74 với số đo 3 vòng, 81, 63, 92, 5cm.